nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên tổ chức giải Pencak Silat thành phố Long Xuyên mở rộng lần thứ 5 năm 2023. Tham dự giải với sự góp mặt của gần 300 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ Pencak Silat trong và ngoài tỉnh An Giang. Các vận động viên thi đấu 3 nội dung gồm phần thi đối kháng cho hạng cân từ 36 đến trên 60 kg đối với nam và 36 đến 54 kg đối với nữ. Nội dung vô địch gồm 6 hạng cân nam từ 50 kg đến trên 70 kg, 5 hạng cân nữ từ 45 kg đến trên 60 kg. Nội dung quyền Sini gồm Tugan, Regu, Ganda và Solo. Giải được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào luyện tập võ thuật trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên cọ sát, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Pencak Silat trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong thời gian tới.